Sau đám cưới với Trấn Thành, cái tên Harry Won ngày càng hot hơn bao giờ hết khi cô liên tục xuất hiện trong các bảng đề cử cũng như nhận một vài giải thưởng danh tiếng. Nữ ca sĩ cũng tranh thủ chạy show vào dịp cuối năm bên cạnh việc đầu tư cùng ekip để chuẩn bị cho ra các sản phẩm mới. Vừa qua, sự xuất hiện của nữ ca sĩ trong một chương trình truyền hình trực tiếp đã khiến khán giả, người hâm mộ vô cùng hào hứng. Sau khi trình bày loạt ca khúc hit trong năm vừa qua như Hương Đêm Bay Xa, Yêu Không Hối Hận và Anh Cứ Đi Đi, nữ ca sĩ không ngần ngại ngồi bệt xuống sân khấu để chụp ảnh cũng như giao lưu cùng người hâm mộ. Sự thân thiện của Harry Won càng khiến khán giả yêu quý, dành nhiều tình cảm cho cô hơn. Khi được hỏi về cảm xúc sau khi trình diễn xong, Harry bộc bạch: "Thực ra với một người nghệ sĩ khi đứng trên sân khấu mà được khán giả cổ vũ, ủng hộ cho mình thì không còn hạnh phúc gì bằng. Bản thân Harry cũng rất là hạnh phúc, có thể vì vậy mà hôm nay Harry nói tiếng Việt rất tốt." Khi bị MC vặn vẹo lý do nói tiếng Việt tốt là do từ khi lấy chồng, có người đầu ấp tay gối hàng đêm để trò chuyện thì cô nàng lại khiến hơn 3.000 khán giả phải bất ngờ. Thực sự Harry cũng không biết nói sao nữa vì mình đã lấy chồng rồi nhưng vẫn chưa có cảm giác lấy chồng. Ngay cả bản thân Harry cũng ngạc nhiên bởi mỗi sáng thức dậy, mình luôn hỏi mình lấy chồng rồi hả? Mình là vợ rồi hả? Cảm thấy hơi hoang mang. Chắc có lẽ khi có con rồi thì mình mới quen với cảm giác đã là vợ. Khi được hỏi về kế hoạch sinh em bé, nữ ca sĩ vẫn hồn nhiên trả lời, khi nào trời cho thì có. Sự chân tình một mạch của nữ ca sĩ khiến khán giả thích thú, giúp đêm nhạc trở nên ấm cúng hơn khi mọi khoảng cách đã bị xóa bỏ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.